cây lá ngón, còn gọi là cây rút ruột, con ngón, hồ mạng trường, hồ mạng đằng, hoàng đằng, đoạn trường thảo, câu vẫn. Trước đây được phân loại trong họ mã tiền, nhưng từ năm 1994 đến nay được cho là thuộc họ mới là họ hoàng đằng. Tuy nhiên cần phân biệt với một loài cũng được gọi là lá ngón, nhưng ăn được ở một số vùng dân tộc thiểu số như Mường và So. Đặc điểm là một loại cây leo thân quấn thường xanh, dài tới 12 m, khá phổ biến ở vùng miền núi Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, miền Bắc Myanmar, Bắc Thái Lan cũng như các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hải Nam, Hồ Nam, Giang Tây, Vân Nam, Chiết Giang của Trung Quốc và Đài Loan. Nó được tìm thấy trong các cánh rừng rậm và dày ở cao độ 200 m đến 2000 m. Thân cây có khía, cành non màu xanh lục nhạt không có lông, cành già màu xám nâu nhạt, lá một đối không lông, hình trứng hay hình trứng mũi mát đầu nhọn, nếp nguyên xanh nhẵn bóng, nếp lá nguyên dài 7 đến 12 cm, hoa mọc thành sim, đầu cành hay kẽ lá, cành cánh hoa màu vàng, tràn hoa hình xẻo, ra hoa trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 11. Tháng 12 đó là dạng quả non, hình thon elip hay hình trứng, dài 1 đến 1,4 x 0,6 đến 0,8 cm, nhẵn không lông màu nâu, hạt nhỏ cỡ 0,5 cm, dạng từ hình elip tới hình thận, màu nâu nhạt, phần dưới có lông, có điểm cánh mỏng xung quanh giúp phát tán theo gió. Loài cây ưa sáng nên thường mọc chỗ đất trống, bìa rừng và ven đường. Đặc tính của lá ngón. Đặc tính của lá ngón là do các alkaloid chứa trong toàn bộ cây, trật tự độc giảm từ rễ, lá, hoa, quả và thân cây. Tới 17 cây đơn phân alkaloid đã được chiết ra từ lá ngón như cumin, gentianicin, gentamicin, gentamicin, hydroxygenamidin. Trong đó hàm lượng cumin là cao nhất, còn độc tính của gentamicin tính theo LD50 trên chuột là cao nhất. Ở Việt Nam và Trung Quốc nó được coi là một trong 4 loại cây có độc tính cao nhất. Một số người cho rằng chỉ ăn 3 lá là đủ chết người. Triệu chứng ngộ độc của lá ngón. Người bị ngộ độc lá ngón có triệu chứng khát nước, đau họng, chóng mặt, đau mắt, buồn nôn. Sau đó là mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, độc tử giãn, chết rất nhanh cho người hấp. Cách giải độc: giả nhiều lá rau má hoặc rau muống, lấy nước cốt, sau đó cho người bị ngộ độc xuống để làm giảm độc tính, rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Cách sử dụng trong y học của lá ngón. Tại Trung Quốc, nó được sử dụng để điều trị eczema, bệnh trĩ, nhiễm trùng răng, phong thủy, nhọt ngoài da, chấm tổn thương và co thắt. Do độc tính cao nên chỉ hạn chế trong các dụng ngoài da. Một dụng khác của lá ngón còn được sử dụng làm thuốc nhuộm tóc. Người ta sử dụng với liều lượng rất ít vì độc tính rất cao nên dễ thuốc nhuộm tóc xa khỏi tầm tay trẻ em. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì hãy like, share và subscribe để kênh Fly TV càng ngày càng phát triển nhé.